Tiun cho các bạn xem cảnh một số người thường mượn đuôi người cá của Tiun nhưng lại bơi không được, rồi đổ thừa rằng cái đuôi đeo vào chân cứ bị siêu vẹo này kia. Thật ra là họ không có hiểu về kỹ thuật bơi người cá nên mới có suy nghĩ như vậy. Dù họ bơi rất giỏi, am hiểu tất cả kiểu bơi bướm, bơi ếch, bơi sải này kia, nhưng mà người cá là tổng hợp của tất cả kiểu bơi, là đỉnh cao của bơi lội. Nên muốn bơi được hả? Phải biết Tiun. Giờ mấy bạn xem thử tôi bơi được không nha, sẵn test cái đuôi người cá lấy xin này cho các bạn xem luôn. Ai bơi được là cấp bằng người cá quốc tế giống Tiun được rồi đó. Tội nghiệp nhỏ em lấy xin của Tiun, nói tiếng Việt không rành. Do về Việt Nam mấy năm rồi lên mạng coi video tự học tiếng Việt của mấy YouTube bựa nên ăn nói lớn tiếng cọc lóc không có lịch sự cho lắm đúng không? Bởi vậy YouTube Việt Nam toàn tuyên truyền mấy cái xấu là giỏi. Mà các bạn thấy lấy xin tự học tiếng Việt không ai dạy nhưng biết nói biết đọc như vậy là cũng quá giỏi rồi đúng không? Đó là khả năng của người cá đó. Khi biết bơi giỏi kiểu người cá rồi thì hai bán cầu não của bạn đều hoạt động hết công suất. Nếu các bạn có thể chơi âm nhạc, chơi đàn piano hay là vẽ tranh gì đó thì hai bán cầu não của bạn sẽ hoạt động cùng một lúc, nhưng mà bơi lội nó sẽ kích hoạt bán cầu não hoạt động hết công sức luôn. Nên các bạn có thể tự học nhiều ngôn ngữ trong thời gian ngắn. Giống như ở Singapore tôi nói tiếng Hoa, ở Việt Nam tôi nói tiếng Việt nhưng mà tôi lại quên tiếng Hoa. Nói chung là tùy theo cái môi trường nào đó thì mình có thể thâm nhập vô, mình hòa hợp rất là lẹ. Đó là khả năng của người cá. Bởi vậy tôi học bơi theo kiểu con ráy cá, theo kiểu con cá heo gì cũng lẹ. Còn các bạn thấy tôi bơi không? Cái đuôi cá bơi đã như vậy, muốn bơi kiểu gì cũng được. Mà mấy ông người thường lớn tuổi không bơi được mới ghê. Bởi vậy học bơi người cá còn nhỏ càng có lợi, càng dễ tiến hóa thành tiên cá. Còn người lớn tuổi bơi được người cá là mừng lắm rồi. Hiểu không? Nên tôi đang làm hết sức mình để giúp các bạn nhỏ trở thành tiên cá nhé. Rồi giúp tiêu thực hiện sứ mệnh bảo vệ thiên nhiên động vật nha. Vì mình có sức khỏe nhiều rồi, trí tuệ nhiều rồi, thì chẳng lẽ ăn xài phung phí tuổi trẻ. Phải dùng cái đó để tạo ra những điều tốt đẹp cho thế giới nha các em. Khi đã học bơi đúng cách người cá của Tiun thì muốn bơi kiểu gì cũng được. Như Lexin đang kêu Tiun thực hiện mấy kiểu bơi người cá theo yêu cầu để chấm điểm nè. Các bạn đang học bơi người cá với Tiun cũng có thể xem đây là nội dung trong các cuộc thi người cá sắp tới cấp bằng quốc tế của chúng ta. Trở thành người cá để phát triển toàn bộ về thể chất lẫn tinh thần. Chỉ cần ăn thực vật thôi là khỏe mạnh rồi, không còn ham muốn ăn thịt động vật nữa. Khi ăn thịt vào mà tự dội ra hay cái miệng thấy đắng ngắt giống Tiun là các bạn biết mình sắp sửa thành tiên cá, nên hết phước ăn thịt rồi. Mà sẽ hấp thụ được năng lượng từ trong tự nhiên như nước, gió, mặt trời, mặt trăng, từ các vì sao để nuôi dưỡng cái thân thể này. Bạn sẽ nhận ra thịt động vật chính là thuốc độc hủy hoại thân thể của mình. Và môi trường thiên nhiên trong lành chính là nguồn năng lượng sống thuần khiết giúp bạn trường thọ. Bạn mới thấy yêu quý thiên nhiên, muốn bảo vệ động vật vì họ giúp cho hệ sinh thái cân bằng. Nếu chúng ta ăn thịt động vật làm họ bị mất vai trò trong tự nhiên thì thế giới sẽ bị hủy hoại. Tóm lại, người cá chỉ có thể chết do ô nhiễm môi trường. Vì khi đã biết cách lấy năng lượng từ nước, bạn sẽ biết cách lấy năng lượng trong tự nhiên, thậm chí trong vũ trụ. Nên không thể dung nạp năng lượng từ thịt động vật được nữa. Nhưng nếu môi trường sống bị hủy hoại, các chất độc hại khí thải tràn ngập không khí, nguồn nước, ánh sáng, người cá sẽ bị chết nhanh hơn cả người thường. Cơ thể của Tiun cũng vậy, nó đang ngày càng phản ứng mạnh với môi trường ô nhiễm, ăn uống ngày càng khó khăn hơn. Bây giờ bột ngọt cũng có thể giết chết Tiun, thuốc xịt mũi cũng có thể làm Tiun chảy máu mũi và nhức đầu chóng mặt như dán lăn ra. Nên mục đích giúp các bạn người thường trở thành người cá chính là để cứu thiên nhiên và động vật, cứu thế giới thoát khỏi ngày tận thế. Ráng mà tập luyện để thấu hiểu những kinh nghiệm bơi lội của Tiun chỉ cho các bạn, vì nó là con đường tắt nhanh nhất để giải thoát khỏi nỗi khổ thân tâm. Hãy nhìn trên thế giới, bạn sẽ thấy con người ngày càng tàn ác như thế nào. Họ đã chế ra bom hóa học để giết người hàng loạt. Cha mẹ ông bà thì hành hạ, đánh đập, xâm hại con cháu. Vì còn là người thường nên các bạn sẽ dễ dàng bị quỷ dữ tác động đến tư tưởng để tạo ra những hành động xấu. Nhưng khi trở thành người cá thì không còn ma quỷ gì dám xúi giục bạn được nữa cả. Mà bạn có thể tận mắt chứng kiến hình tướng của chúng. Bạn có thể xuất thần thức ra bên ngoài để nói chuyện với chúng, chửi lại chúng, thậm chí phiêu lưu ở các thế giới khác. Sống ở đó hàng vạn năm, có được lượng kiến thức phong phú về vũ trụ, nhưng chỉ mất vài giờ đồng hồ khi trở lại thế giới này. Rồi sẽ đến lúc các bạn sẽ làm được như vậy.
và nhận ra mọi tranh chấp, chiến tranh, mâu thuẫn của loài người không liên quan gì đến chúng ta cả. Họ sẽ chết vì các dục vọng của mình tạo ra. Đó gọi là nhân quả. Cái ác sẽ tự tiêu diệt cái ác. Quỷ vương sinh ra đời để diệt ma vương. Các bạn sẽ hiểu rõ điều đó và chẳng còn muốn can thiệp vào chuyện của con người nữa. Nhưng phải luôn tích cực tác động đến thiên nhiên và động vật, vì đó là sứ mệnh tồn tại ở thế giới này của người cá. Khi nói ra điều này sẽ càng ngày có nhiều ma vương, quỷ vương muốn bài xích, đuổi Tiêu đi khỏi thế giới này, vì họ luôn sợ ngày phán xét sẽ không xảy ra. Họ bị mất cơ hội trừng trị những người tội, nên họ tìm đủ mọi cách để gieo rắc cái xấu, để không ai có thể thành người cõi trời được nữa. Nhưng yên tâm, Tiêu cũng không can thiệp chuyện loài người đâu, vì đại ác nhân trong thiên hạ quá nhiều rồi, tội nghiệp bao trùm cả trái đất, để họ chết bớt cũng tốt mà. Sống ăn thịt giết hại động vật mỗi ngày, rồi làm hại thân bằng quyến thuộc, vô minh vô tri, phí uổng kiếp làm người. Chỉ có Chúa Trời mới chịu hy sinh gánh tội vì họ. Nhưng còn những ai có duyên với Tiêu sẽ được giúp trở thành người cá, tiên cá là chắc rồi.